cột điện trên vỉa hè đường Trần Khát Chân kéo dài, bất ngờ mọc xuyên qua trần một ngôi nhà mới xây dựng. Thậm chí phần đỉnh cột đã nằm trọn trong tầng 2 của căn nhà. Trên cột vẫn còn nguyên hộp kỹ thuật, dây dẫn, cáp nối để phục vụ cho việc truyền tải và dẫn điện cho các hộ dân xung quanh. Căn nhà trên nằm ngay tại đầu đường Trần Khát Chân kéo dài, đối diện với số nhà 203 phố Lò Đúc. Đây là căn nhà 4 tầng được xây dựng khá khang trang. Tuy nhiên, phần tầng 2 của công trình này đã đua ra ngoài gần 1 mét, ôm chùm lên một cột điện được xây dựng trên vỉa hè. Theo quan sát của phóng viên, cột điện hình trụ này xuyên qua phần trần tầng 1, toàn bộ phần trên nằm gọn trong tầng 2 của tòa nhà. Đáng chú ý, trên đoạn cột này vẫn còn nhiều công tơ và dây dợ. Phần giữa thân cột, nhiều dây cáp được đấu nối chui qua cửa sổ của ngôi nhà. Có chỗ chủ nhà phải đục thủng tường để dây cáp có thể chui ra ngoài và kéo vào trong ngõ. Liệu chính quyền địa phương có biết đến sự tồn tại của công trình ôm cột điện hết sức lạ đời này?